để phát triển du lịch, một biến thể của tuyến có chiều dài 11 km theo hướng từ Ga Sắc, khu phức hợp Bắc N3, đại lộ N Mazan, đại lộ N Hơ, Ga Masa, trung tâm mua sắm N Hamza, làng N Hamza. Để đáp ứng lưu lượng hành khách, cần số lượng 20 Unimobi, sức chứa mỗi tàu 16 chỗ, tốc độ trung bình 88 km mỗi giờ.